Yo, hello các homie nhá. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con Lost in Lay nhá. Ok, có thể là tập cuối rồi bởi vì mình cũng gần phá đảo game này rồi. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và cả bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Bằng cách like và share tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nhá. Vì một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhé. Tập trước thì anh trai đã lên kế hoạch đi cứu em gái với lại ba yêu tinh nhưng mà cuối cùng thì cả đám bị bắt hết. Giờ sao đây? Hồ. Giải cứu cho con gà. Ồ, bây giờ mình vô vai con gà. Sao đây, có cây đinh nè. À, gỡ ra không nổi. Phải coi, việc gì cũng tới tay một con gà. Để con gà gánh tim chứ. Hóc xương. Hóc xương. Thì sao đây, lấy bông hoa hả? Lấy bông hoa đi. Còn selfie. Mình ghi con gà này lắm. Con gà này nó thông minh dữ vậy. Sao? Vậy sao đây? Ý có con bọ, có con nhện, có con nhện. Có sợi dây ở đây. Giờ giải cứu cho con nhện. Anh kia chả thèm quan tâm luôn. Kiểu mày có không có thôi. Không giờ con nhện lấy cái kia đúng không? Giờ con nhện lấy cái bông hoa giúp mình. Tại bông hoa ru ngủ. Còn cái bông hoa đó để ru ngủ cái thằng lính thì mình mới bắt đầu mình làm những cái việc khác được. Nhưng mà con gà nó bựa quá, nuốt. Ngủ chứ. Đúng rồi, hai cây ngủ mà cho nên nuốt cái là buồn ngủ liền. Gì vậy? Rửa mặt. Ngon nữa chứ trời ơi. Dơ quá. Giờ chắc là dùng hoa gây ngủ lên thằng này. Hờ, mình thấy là đám lính ở trong đây rất là thích hoa nha. Đó, trên nó ngủ. Xong. Thôi là mất bông hoa rồi. Vậy đây, vương miện chỗ này. Mà hình như mình chưa đi được tại vì thiếu anh trai. Lấy được quyển sách nè. Bữa thế. Cái kim. À cái kim chắc rút cây đinh ra. Nãy mình có đụng tới cây đinh rồi. Nhưng mà không lấy được cho nên phải dùng kim lấy cây đinh ra. Hay bắt cười con gà quá. Giờ có được cây đinh. Cây đinh là mình chắc là đưa cho thằng anh để cậy nhưng mà bình thường là đâu phải dùng đinh đâu, thường là phải xài một cái gì đó khác chứ. Tại sao lại xài cây đinh? Cây đinh thì nghe nó có kỳ quá không? Không nhưng mà không sao, logic của mấy đứa nhỏ mà. Có thể chấp nhận được. Anh này bự quá. Sarungan. Ê, kiểu kiểu mày im đi.
Nói nhiều quá. Lần trước cũng nói y vậy cho nên mới bị bắt. Giờ sao đi? Lên bàn được nè. Mật khẩu hả? Mật khẩu hình như ở trên cái áo của anh này thấy. Có hình xăm. Mặt trăng nè, vương miện. Rồi cái cổng với lại ngôi nhà. Ok. Bên đây thì sẽ có chỉ dẫn. Cái cổng nằm ở giữa đúng không? Vương miện sẽ ở trên cái cổng. Mặt trăng thì ở bên phải cái vương miện. Còn ngôi nhà thì ở bên trái cái vương miện. Ok, biết rồi, biết rồi. Vậy là đầu tiên là sẽ là mặt trăng nè. Rồi tới vương miện. Rồi tới cái cổng. Ngôi nhà. Đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đổi sang anh trai. Vậy là xong cái phần giải đố trong này rồi. Chắc là chui qua đây. Persona poi chak. Con gà nữa. Anh lính chắc biết rồi. Anh lính va đó mình nghĩ chắc là biết rồi, nhưng mà giả bộ ngủ để đỡ bị phạt. Do tụi nó đánh hút mê chứ đâu phải không. Làm tao cười đi. Không làm tao cười được là kết quả cũng y chang thằng kia. Quyển sách. À, chắc là ngồi kể chuyện cười. 1001 câu chuyện cười ấy mà. Để xem. Ôi, cái này là tương lai quá khứ nữa hả? Vậy vậy là phải giải đố cả ba cái liền. Cái này là sao? Sukene. Cần cái cây. Nabanunka. Cần cái quay tay. Qua đây đi, qua đây xin anh hoàng tử cái cây. Cái này giống gì ta? Công chúa tóc mây á, rồi băng rồi hay sao? Giờ quá khứ đúng không? Giờ quá khứ trồng cái cây. Ủa, đặt cái cây xuống đây. Thôi về quá khứ là có không? Vẫn không có. Lấy được cái tay quay gắn vào đây. Có cái xô. À, có khi nào là mình lấy cái cây này mình đặt vô cái xô. Đó, xong rồi về quá khứ thì mới có được. Tại vì cái khúc cái xô là bị rách, cho nên thả vô cái gì là sẽ có cái đó. Rồi cái cây trồng thôi. Nó tới hiện tại thì cái cây đã lớn, tới tương lai thì cái cây nó to đùng luôn. Có quả trứng ở dưới đất kìa. À, do mình trồng cái cây cho nên cái cây nó hút nước, nó hút sạch nước dưới hồ, sau đó là mình có quả trứng. Đây, quả trứng để đây. Ấy, phải bỏ xuống chứ, xong rồi về quá khứ đúng không? Rồi gỡ cái này ra, lấy quả trứng. Không không không, phải tới hiện tại, tại vì lúc này chưa có con chim. Quả trứng cho con chim nó ấp. Cái con gì ngộ vậy? Yeah, có được con rùa. Bỏ con rùa vô đây đúng không? Xong rồi. Quay về quá khứ để lấy con rùa lên. Thả con rùa xuống nước. Rồi mình tới tương lai thì con rùa nó đã lớn to, tạo thành một cái cây cầu cho mình. Và cuối cùng hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chuột chuột chuột. Ê ê ê, cái gì mà rớt gạch nữa chứ.
Goblin nó cảm động luôn kìa. Mà bựa quá cái khúc cuối. Làm hòa ngay. Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Mà game cũng cố tình nữa chứ. Cái khúc cảm động thì nó quay lên trên để mình tập trung vô những cái khoảnh khắc ở bên dưới. Phải. Cái xe đó không có người kéo thì làm sao mà phóng nhanh vậy được. Ồ, cây núi nhiều mắt. Để ý đi, trời sắp tối rồi, đuổi bọ hung kìa. Ký tự run nó dễ đối với thỏ nhâm thạch nữa kìa. Không, mình nghĩ là game nó không biết có phần 2 hay không. Hiện tại thì chưa có, nhưng mà chắc là phải có phần 2. Tại kiểu là trí tưởng tượng của trẻ con mà không có dừng lại đâu. Nhìn mấy cái phân đoạn đó mình nghĩ là cắt ra làm cái phần 2 cũng được luôn á. Nhìn sau đây đặt cái vương miện lên trên đó đúng không? Không được. Có con ếch. À chắc là đặt vương miện lên con ếch. Có con ếch ở đây, đặt vương miện lên. Tại vì lúc đầu ý con ếch nó chạy rồi. Lúc đầu game vô mình thấy là có con ếch khổng lồ đội vương miện đó. Cho nên là khả năng cao là phải bắt được con ếch. Ủa giờ sao đây? Ồ, di chuyển để bắt được con ếch. Nhưng mà con ếch đi tới cả hai bậc lận. Nhảy lên trên rồi anh trai bắt được ngay. Dễ hết. Nhảy lên trên kia. À. Để rồi, về nhà thôi. Ở khúc này sao không về nhà đi nha, đứng nhìn. Đó biết mà, tự nhiên mình thấy hai anh em đứng nhìn. Bởi vậy con Goblin nó lấy được cái vương miện rồi. Thì có khi nào là do bùa phép không? Ồ. Lưỡng long hợp thể hả? Giờ cái này. Ok, bây giờ giải đố. Mình thấy hay ở chỗ hai anh em này hợp thể lấy được đom đóm, nhưng mà đom đóm lại lai với lại ông tiên. Ok, có đồng xu. Chắc là đom đóm dùng để đọc sách đi mà. Cái đồ mở hộp tự nhiên thấy có thần lùng. Bộ lăng là số 3. Đây là vũ khí thôi. Lá bài là số 1.
cái túi này là bà lão đúng không? Là mình phải lấy được chiếc ly. 1, 2, 3, ok. Là cái này giải đố giống cái lúc mà anh trai bị nuốt vô con cá. Số 1, đây đúng không? Số 1 là ván bài. Ván bài thì là đánh bài với ông này. Số 3, số 3 là ông đó là đúng rồi. Số 2 là bà lão. Một mình cảm giác như thế giới này mọi thứ nó bị đổi ngược hay sao á. Nè, cái ông đạp xe thì lại đội cái đầu tivi, còn bà lão thì thay đầu của bà bằng chim bồ câu chứ. Ngay cả anh shipper còn thay bằng mấy con gà đúng không? À, giải đồng hồ đúng không? Giải đồng hồ ở đây có bức tranh. Ui. Để nhờ bắt con bé có cái lưỡi màu hồng rồi mắt xanh. Bàn tay mèo với bàn tay chó hả? À, cái lưỡi thì liếm cái cây kem xanh, con mắt thì cái hồng, bàn tay mèo với bàn tay chó thì bàn tay mèo là hướng ngang, bàn tay chó hướng lên đúng không? Không, cái tay này là tay phát sáng, từ tay phát sáng là sẽ hướng vào đâu? Tay mèo là một tay mèo ôm anh trai, tay kia thì lại ở đầu của con bé. Đấy, được ngay. Thì là mình đã có được 3 chiếc cốc luôn rồi. Đưa cho ông điên thôi. Thôi, lấy nước ra hả? Xong rồi sao? Cánh cửa. À, cánh cửa này là lúc đầu game đây. Vậy cũng chính là mình đưa cho con bé. Sau khi mà mọi người uống xong thì đó có cái vương miện. Cái vương miện bị rớt lại. Rồi đưa vương miện cho ông cóc đúng không? Ok, kiểu như là pha đó mình đưa sai thì không về nhà được. Nhưng mà đầu game vô họ để chi tiết là có ông cóc đội vương miện rồi. Dạ, cuối cùng cũng về lại thực tại. Tikamonalaba. Bosayunala.
À, ông tiên. Ông tiên là ông nội. Đằng nào cũng là trí tưởng tượng của trẻ con thôi. Cho nên là có sự góp mặt của ông nội đi trông hai đứa nhỏ này là bình thường. Nhưng mà khúc này là sao đây? Cái con vịt này là Goblin á. Hơn con gà. Con gà đó vừa quá. Hóa ra là cây Excalibur là cái hút cầu chui vô hang rồi đối lại quả cà tím hả? Bị quả cà tím chửi không có não. À, trong bụng con cá thì là máy giặt nè, tàu ngầm. À, cũng là ông nội làm người lái xe luôn. Đây là những cái cảnh mà thực tế, còn tưởng tượng thì nó hay hơn nhiều. Ok, vậy là chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.